Ngán lắm rồi. Thưa mọi người, bữa nay chị sẽ chiêu đãi một người một món ăn rất là hấp dẫn, thơm ngon từ ở đâu ta? Bạc Liêu. Bạc Liêu, Bạc Liêu lên nha mọi người. Đau không? Dạ, cũng chịu được bình thường. Đi gà rồi thì ba cái tôi yêu này xin như gì đúng không? Đi gà rồi hả? Không, đi đâu rồi chỉ có một lần mẫu luôn. Sao quá trời luôn hả? Dạ. Sao em không thấy cái gì cho vậy? Em nhìn thấy được không vậy? Có. Chắc họ có chữ lộn đây quá à. Em nhớ chị đâu có quay lúc mà nặng đâu chị. Có, chị có đăng kênh chị Hana á. Em có xem kênh đó người ta. Có đánh chị Hana trên kênh đấy bụng không? Không, chị đăng mấy video không à? Có, chị có cái kênh đấy nha mụn. Mà mụn không biết á. Em xem kênh. Khóc như khi đám ma vậy. Ừ. Mà ngồi nha, có Vũ là có khách rồi nha. Ừ. Không, thứ hai là vẽ. Có cái nào thứ hai nào mà ít khách đâu. Giờ thuê nữa. Vẫn cứ ngồi chầu chực trước cửa. Mà thứ hai nào cũng đông. Mọi người thấy có rõ không nha? Mọi người thấy rõ không? Mọi người nói không chị nha? Không rõ mọi người nói cho chị biết nha. Trừ lương con quay camera. Làm không có nhiêu tiền hết trơn mà trừ lương tối ngày ăn rồi phá trừ lương đó lắm mọi người. Phải lắm luôn. Phải lắm luôn. Say luôn á, say luôn á. Coi được hay không nói cho chị biết chị canh gốc lại nha mọi người. Linh ơi ra kêu Hà lấy cho bạn nữ đi, cho bạn nữ thành lâu thôi. Hà đâu? Ủa? Thôi hết ai lấy không rồi. Kêu ông kêu Hằng lấy. Hằng đắp bánh đã xong rồi bệnh lấy mụn cho bạn gái đi Hằng ơi. Lâu lâu giao lưu một xíu thôi nha. Rồi mấy con quỷ bóng gió nào ăn cắp clip tao tao nguyền rủa mày nha. Không được ăn cắp clip của tao nữa nha. Thế nào ngày mai cũng trên kênh YouTube của nó hả? Kênh cũ hả? Hay là kênh mới nè rồi? Kênh mới của nó, kênh cũ của nó cứ thấy mình livestream là nó sẽ nâng cấp nghe cái nâng cấp xong rồi nó đăng trên bay của nó à. Mày liên hệ với tao đi, tao với mày hợp tác chứ có đâu mày ăn cắp với tao hoài vậy. Ăn cắp sao bền được em. Sẵn đây có đứa nào đang coi YouTube của tao mà ăn cắp clip của tao á, mày liên hệ với tao đi. Tao với mày làm ăn ăn chia chứ mắc gì mày ăn cắp đi, rồi mai mốt tao không livestream nữa thấy cái gì mày ăn cắp. Liên hệ chị đi em, số điện thoại chị nè 0947444099. Cơ hội yes sir. Tao biết mày đang coi livestream đề với team chị đi em. Ngày nào chị cũng ra clip cho mày kiếm tiền. Đúng rồi, nhưng mà nó có cái team của tao biết tụi bay là làm bên kênh nào luôn. Suri Nguyễn nó đang kéo kênh lấy cái clip của mình để mà xây cho Suri Nguyễn mà tao không liên lạc được với tụi bay là như thế nào thì tao chữ về đội chị đi em, tao với mày làm kênh riêng ăn chia nè. Ý tao lấy cái clip của mình, lấy cái clip của mình để nó build kênh của mấy cái kênh khác nữa. Gì bình luận nha. Hello chị Gia Châu. Không có thấy chữ mà. Có bao tay vậy hả? Cho mọi người biết cái này là clip của chị thôi. Chứ còn nó ăn cắp thì nó vẫn ăn cắp thôi em ơi.
Mọi người thấy lấy nhân mụn ra nhẹ nhàng không mọi người? Lấy cái gì mà mọi người mau hết mụn lắm. Trời ơi, nhà bôi cái gì mà bôi hoài sao mà hết được. Mụn đó ra tiền bao nhiêu này chị? Đúng rồi, với một phần bạn sử dụng đầy mụn nha tụi em. Da này mà chịu khó xài chống nắng nhiều lắm. Giờ nhắn tin với cha nhiều lên sẽ hiểu nha. Trời ơi, có ai mà nhắn với chị đâu. Buồn lắm em ơi. Bữa nay hơi bị lu su bu. Gì vậy? Cái gì nữa thì nói gì hoài chung. Bữa em lấy nhân mụn về thấy khác hẳn bên khác. Trời ơi, Trung chịu khó để bình luận TikTok của chị lắm nha. Nó vô giải thích cho từng người là đi da liễu nó bị hư da, xong qua chị nó mới hết, đỡ hẳn. Má khai màu chị ăn bút bao nhiêu. Vậy mà khách nó vẫn cứng đầu nha. Khách nó vẫn, mấy đứa nó vẫn ngoan cố là đi bác sĩ da liễu mà bị nặng hơn là nó không tin nha. Trời ơi, sao nó cứng đầu dữ vậy trời. Người ta đã trải nghiệm, người ta nói rồi mà còn không chịu nghe. Cái búa mà giọng vô đầu nó không biết nó nghe chưa nữa. Để người thật việc thật, người ta trải nghiệm, người ta lên tiếng rồi mà cứ cãi cố à. Thì các bạn nào mà đi da liễu thì nó ổn thì thôi không nói rồi. Mấy bạn không đi da liễu nó không ổn thì đương nhiên ta phải tìm cách để người ta điều trị lại rồi. Em chị bên chị hết, em sẽ bia cho chị làm giàu nha. Ok, chị ơi, chị chờ em. Chị giàu sẵn rồi em. Chị nghèo hay giàu là do em đó nha Trung. Em cố gắng mà bình luận đi nha Chung, chị trông chờ vô em đó. Tao đọc hết cái bình luận của mày đó mà tao chưa có rảnh để mà tao trả lời đó. Mày vô mày chiến đấu với nó cho tao. Em chỉ giúp chị giàu thêm thôi chứ giàu sẵn rồi. Giàu gì em ơi, giàu mỗi cái tình cảm ở đây thôi. Tình cảm chị em chúng mình thôi. Mọi người coi livestream share cho họ nhớ nè chị coi. Rảnh bấm cái nút đó đi mẹ ơi. Rảnh làm gì? Cái gì? Mấy cái ông mà đợt trước cứ nhẹ 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 like đồng hồ á. Biết mấy cái đó không? Lên cho anh em Thay cái thằng đó giờ chìm nghiệm luôn ha, đâu tiêu rồi. Giờ hết rồi, giờ ai livestream vậy nữa. Vậy cái gì cũng có. Để xài nha. Sao không khách? Không phải hơi à? Chịu đỡ. Slow motion, slow motion. Giờ lấy mũi no rồi, không nói gì. Chung ca nói gì? Bên chị làm mụn thấy nhẹ quá, bên khác dùng hết công lực. Dùng hết công lực mà nó không có ra nữa ở đó. Rồi bạn này nặng lắm mọi người. Mụn mẫn nặng nhất, chắc cái lần nặng nhất từ trước đây. Nhớ chị nặng mụn quá kìa sĩ. Nhớ chị nặng mụn quá hả? Thì qua đây em. Nhớ thì qua đây thôi. Mụn nó mới đi mà. Mới đi hôm qua rồi sao? Phải không? Bên kia chờ no luôn á. Mày đừng đi chủ nhật nha em. Đi chủ nhật là thôi đó. Chị hết
có phát thêm người yêu không em? Phát luôn nè. Ở đây có hẳn 7 chị, em chọn ai? 10 chứ sao lại 7? Đủ mới đủ á. Nha. Dạ. Ngất xỉu, ngất xỉu. Em không đủ tiền trả. Dạ, em xin vía bên chị phát tối về có người yêu luôn. Ghê vậy? Mày nhả vía là cho chị với. Chắc mày lấy hết vía của chị nên chị mới ế. Mày nhả lại giùm cái coi. Ai á? Về nhà kêu bà già chồng vậy nha. Dì má. Con ơi, vậy ăn sáng nè dì má. Rồi bà thương bà yêu nhiều vậy đó. Cho em trả lời. Người yêu chứ có đã lo lấy chồng á. Thì đó má ghi đó, không có chồng đó. Kìa, người yêu em cưng em lắm. Có bảo kê sẵn sàng giúp em đụng. Đánh nó chứ đừng đánh nó. Đánh nó chứ đánh nó đúng không? Đây là ba bạn phòng bên kia kìa. Ta đã né cái chủ nhật ra rồi. Kìa đụng là chạy mà đến là chỗ. Tao. Mày quýnh nó rồi thì mày đừng có quýnh tao nữa. Lấy nữa thôi, lấy nhiều mệt quá. Nha. Này bắt xe lên đây. Giờ mệt anh giờ đau nữa nè. Đây là đi nặng xứng đáng đồng tiền luôn. Thấy cái cảm thấy đau không dính chán với ta. Sao hơn chứ? Có bước sát khuẩn không ạ? À? Có đầy đủ hết chứ em. Chỉ có máy móc công nghệ áp dụng lên da tụi em bị nó không có bị viêm, bị nó sẽ kháng khuẩn nhiều chứ em. Mày nghĩ sao hỏi câu đó vậy? Ai vậy? Quát cho anh em. Huỳnh Phúc Khang. Nghĩ sao mà hỏi câu đó vậy kháng? Ủa cơ sở trà bá lửa. Như vậy mà không có sát khuẩn cho tụi em sao mà được? Mày đừng qua nha. Qua tao sát khuẩn từ đầu của mày, tao sát khuẩn xuống giò mày luôn với mũi nhỏ. Mua rượu về tắm. Tao mà chữ. Tao chứ lấy nhân bụng xong rồi sử dụng những cái biện pháp kháng khuẩn phục hồi da tụi em dữ lắm nha tụi em. Chứ không có phải đơn giản lấy bụng xong rồi cho đi về đâu. Chấm qua em qua đây đi, chị có ăn thịt mày đâu. Tao sát khuẩn mày từ ở trên khi mày bước vô nhà tao. Lấy chị cái bao tay đi em. Lấy cái bao tay. Tao nói người phiên dịch nữa. Máy nó hay bị lắc lắm. Tự nhiên ở bên kia có biết gì đâu, mới đi qua cái la nạn sao em biết được, đúng không? Được không? Không rồi, 350 là chưa lấy một nửa thôi. Còn nửa chưa bỏ hả? Ừ. Bỏ luôn chứ vậy sao, mệt rồi. Ai bà nhiều quá chị. Một ít thì không chịu đâu, đẩy cho nó nhiều lên. Tại sao nhiều người có thể tin đẩy mụn gì trời? Không. Lúc đầu em cũng nhiều vậy rồi đó, nó đẩy lên nó chỉ nhưng mà em mới xài có 10 ngày à. Vừa đẩy mụn mà combo kem chống nắng nữa, quá đỉnh. Mụn thì không sợ đâu mà sợ đen hả? Không, mẹ nó kêu á. Nó kêu gì làm đó biết gì. Xem review tập chuyện đúng không? Trời ơi ạ, à, ngủ. Mày cắt cái cánh tay mày vô coi. Ở chứ để nhà. Nói chuyện không được. Mày vô đồ với cái gì nữa? Để mà phốt. Oh. Dùng combo 3 cái lận. Vậy hả? Cái kia dùng... chấm mà mụn á. Người ta dùng cái mà thôi, mình dùng lần 3 cái cơ. Chứ nó đầy cho nó nhiều chứ gì. Không, ý là nghe theo review là dùng ba cái đó là mụn nó tự rụng luôn. Ừ. Không cần gì hết. Ừ. Đây này, đang rụng. Nó lấy mụn xong mà nó nằm luôn, nó khỏi dậy luôn.
xe cái tôi thui luôn. Tối kìa. Tối chờ thì cũng phải chờ thôi chứ giờ sao. Đi qua bển lấy một cái bạn nam ở trong góc đi, bạn áo trắng á. Tới tour ai vậy mọi người? Tới tour ai của khách mới vậy? Em dẫn khách lên luôn đi Như. Nãy ghệ em hả? Mày giấu hả? Không, phải hỏi thiệt mà. Nhưng mà mày bot đúng không? Mày là con bot răm đúng không? Không phải. Không phải luôn hả? Trai thẳng hả? Không. Không. Vậy tớ? Thằng khúc trên thôi chứ công. Cái đó không phải là ghệ mà là chồng em. Không phải, mấy bạn hẹn ăn với bạn. Bạn thôi đúng không? Ghệ mà thằng khác đúng không? Tao thì bác thì nhà mình toàn là top răm với bot răm không mà. Có gì đâu mà ngại nữa với ngụm. Không, anh đó để tôi qua tao thử. Đúng không? Thử mới được. Nhìn người ta men như vậy. Thử rồi mới biết là trời ơi. Để tao. Với anh để tao. Tao chờ mấy nghe câu là muốn thử liền rồi đó. Chịu. Ai cũng chịu chỗ xem dễ dãi dữ vậy. Chịu nào người ta chứ. Trên đời là hàng tồn kho thanh lý nhất. Xuống quay đi. Để một hồi xuống xuống để một hồi xuống quay. Bây giờ em xuống nào, xuống chị quay đi. Tao đang đây sao quay? Kêu chị Quyên chị quay cho. Ờ kêu chị Quyên quay giùm đi mát. Tối đông khách không chị, em định qua buổi tối. Qua buổi tối đi em. Có nghĩa là em đợi bạn đứng ở trong đúng không? Xong rồi kêu chị Quyên quay đi rồi hãy cho bạn khách ra để không kịp. Chị Quyên. Rồi quên. Thì đó kêu chị Quyên chị qua cho Quyên. Đẹp. Sao dặn? Mày dặn chị Quyên rồi đó, qua cho đẹp cho chị Quyên. Cho con ấy đứng trong cái cửa trước đi, rồi ra dặn mọi người là khách xuống này mọi người chào giùm cái để cho em quay clip, hiểu không? Hậu trường đằng sau cánh gà. Bao nhiêu mà trả được? Tính là đi quá đông luôn á mà. Tính nó nhảy vào miệng rồi thì thôi đó. Ừ, chưa thấy cục một viên nào nhảy vô mỏ khách á. Tao nói đùi ướt cái gì khác được không? Ủa rồi mai nói chuyện gì nữa chứ hả? Có người một nói nãy giờ. Ui em bình luận nãy giờ người yêu vô coi này chị. Vậy hả? Mày hả con? Thôi em nó hơi nhiều chuyện xíu rồi đúng không? Thầy dạy bên gì chứ đâu phải thầy dạy bên ấy đâu. Bên gì thể ở gì? Thể thao đúng thầy. Thể dục. Là thầy dạy là được. Thể dục. Thể dục đúng không? Thể dục. Phải không nội này ông ta? Phải không ai? Cái bạn mà hay đi á. Giờ nó lại. Gầy quá. Giờ thế nào đó. Chị nhớ.
Đem nước cho chị uống rồi thằng. Nó thúi. Thúi chứ mà thúi. Đâu có thúi đâu. Hàng lấy được, lấy lại không? Có chứ. Có mụn viêm không? Không. Đó, phải để thôi. Nhớ đi chứ đừng có đụng cái chỗ đấy là để sao. Dễ lấy không mày? Chi má? Quay coi nhiều. Quay cái tay hả? Ừ, đòi quay cái tay nhiều mụn rồi. Ừ, quay đi. Làm món gì? Làm món gì đây mọi người? Giờ làm món gì? Nó ăn cơm nè, cho nên này nó ăn cơm. Tập bột chiên giòn. Làm bột không? Còn tẩm bột nữa hả? Ừ. Vậy còn tẩm bột nữa hả? Giòn tan béo ngậy. Thấy ghê. Từ đó từ thấy ghê luôn. Đó bạn tên gì? Nên Ngọc Thần Thạch. Quá trời. Cái ngón tay cái cho chị Hoài. Mình có bảo hiểm không ta? Ở bên nước ngoài kiểu cầu thủ đá bóng Ronaldo đồ là nó có bảo hiểm cho cái chân á, cho từng bộ phận á. Thì nó gì đây, nó gì nữa. Đi lên Google xem. Để đi mua ngay cái bảo hiểm cho chị Hoài. Bảo hiểm thì bảo hiểm dạy. Và cái ông khách mà mặt ít mụn nhất á. Ông kêu sao không có cái gì mà bục phát là hết mụn luôn nhỉ, đớp Việt Nam. Lột đó, cầu thủ rất lột đó. Mặt mụn, mụn gì đâu mà có mụn gì đâu mà cũng đi lấy mụn. Tôi nói banh từng lỗ chân lông ra để kiếm mụn. Khóa à? Ừ. Xong kêu, ủa sao ít vậy, bữa anh nặng nhiều lắm. Chị lấy một tiếng lắm. Có bạn nào mà bạn học của chị? Không có bạn đâu. Chị ăn trên này làm gì có bạn? Ở dưới quê không có chứ đừng nói trên này. Ủa lấy mũ chưa Hoài? Đang lấy này. Và đợi xuống.